Cảm ơn công ty cổ phần xe khách Phương Trang chi nhánh Phan Rang, cái nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình mỗi tuần một địa chỉ của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Ngày 14 tháng 7, chương trình mỗi tuần một địa chỉ đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Hồ Mùi ở khu phố 1, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Trước đây, ông Hồ Mùi lượm ve chai kiếm sống, nay lớn tuổi nên mắc nhiều chứng bệnh như đau nhức xương khớp, huyết áp, tim mạch. Ra nắng một lúc là mệt nên ông không thể đi lượm ve chai như trước. Vợ ông Hồ Mùi vừa lo chăm sóc mẹ già gần 100 tuổi bị tai biến, vừa tranh thủ luộc khoai lang bán kiếm chút lời để mua gạo, mắm, sống qua ngày. Bà không may bị té, gãy cổ xương đùi, còn phẫu thuật và điều trị trong thời gian dài, chi phí tốn kém. Gia cảnh ngặt nghèo nên con trai út của ông Hồ Mùi là anh Hồ Nhân Tiên, dù bị tật nguyền bẩm sinh nhưng bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình. Hàng ngày anh đi xe lăn bán vé số dạo, số tiền kiếm được không đủ chi phí sinh hoạt cho gia đình và thuốc thang cho mẹ. Để giúp gia đình ông Hồ Mùi có điều kiện chữa bệnh và vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này, chương trình mỗi tuần một địa chỉ đã kêu gọi các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm hỗ trợ 45 triệu 800 ngàn đồng. Tuần này, mời quý vị và các bạn cùng chương trình mỗi tuần một địa chỉ của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đến thăm và chia sẻ khó khăn với chị Bo Thị Nếu, sinh năm 1970 và anh Nguyễn Văn Chi, sinh năm 1982 ở thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn. Hiện hai vợ chồng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chi phí hết sức tốn kém, rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Gia đình chị Bo Thị Nếu và anh Nguyễn Văn Chi thuộc diện khó khăn, không có đất đai sản xuất nên ai thuê gì làm nấy. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, anh Chi chẳng may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, xuất huyết não và tụ máu màng não. Sau hơn một tháng điều trị, anh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê, còn phải điều trị tích cực, chi phí rất tốn kém. Hiện tại là bệnh nhân vẫn còn tình trạng vẫn còn lơ mơ, thở máy và tình trạng suy dinh dưỡng rất là nặng. Đến thời điểm này thì tổng số tiền điều trị là đã 73 triệu. Thì vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và tình trạng bệnh nguy kịch như vậy, rất là cần sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Hơn một tháng nay, chị Bo Thị Nếu phải lo chạy chữa và chăm sóc chồng tại khoa hồi sức tích cực chống độc nên sức khỏe suy kiệt và ngất xỉu ngày 7 tháng 7 vừa qua. Hiện chị đang nằm điều trị tại khoa lão do đại tràng bị nhiễm trùng và viêm dạ dày nặng vì ăn uống kham khổ.
là không ăn thì tại vì lo cho ông, tại vì ra thì thấy mừng, còn vô trong đó thì thấy ông nằm đó mà thấy tờ quá, vậy mới lo lắng mà ăn không có vô, vậy mới đồ bệnh. Anh Nguyễn Văn Chi còn phải điều trị tích cực trong thời gian từ 2 đến 3 tháng, chi phí mỗi ngày từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Nhìn chị Bo Thị Nếu bị bệnh nhưng vẫn cố gắng chăm cho chồng đang nằm hôn mê trên giường bệnh, ai cũng xót xa, thương cảm. Chị Nếu và anh Chi có hai đứa con 10 tuổi và 7 tuổi cùng một mẹ già đang ở nhà. Gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn. Rất mong các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho chị Nếu và anh Chi có điều kiện chữa bệnh, sớm khỏe mạnh trở lại để lo cho hai con nhỏ và mẹ già. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại 02593 824 206, 0949 965 339.